Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện ở cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay, Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu rừng tràm. Mà nói về cái khu rừng tràm này thì cả nhà mình nếu đã có theo dõi những cái video của Lê Trung thì cả nhà mình cũng biết cái khu rừng tràm này. Thì Lê Trung cũng đã rất thường xuyên đến đây. Vì cái lý do là Lê Trung đến đây thì cũng đã gặp rất là nhiều những cái vị vong linh mà đã bị con ma da nó giam cầm suốt mấy chục năm. Sau khi mà Lê Trung thu phục cái con ma da đó cả nhà, rồi độ quá cho nó giác ngộ, rồi nó đưa nó về chùa để cho nó tu hành á, thì các cái vị vong linh mà đã bị con ma da nó giam cầm nó thì cũng đã trốn ra được. Và trước đây thì họ về trên cái khu rừng ở cách đây cũng mấy chục cây số đó cả nhà. Đó, họ về đó thì không biết sao lại, thì chắc là do ở khu đó hiện tại không còn đồ ăn hoặc là như thế nào đó, cho nên là họ đã tập trung về đây. Hôm nay thì Lê Trung đến cái khu rừng tràm này thì cũng đã giúp được khoảng gần chục vong rồi. Đó, thì hiện tại tổng số vong linh mà Lê Trung đã giúp được là hơn 30 vong rồi cả nhà. Trong cái nhóm vong linh mà đã bị con ma da nó giam cầm nó tổng cộng hết là 41 vong, và Lê Trung đã giúp được hơn 30 vong rồi. Thì hy vọng là ngày hôm nay Lê Trung đến đây thì tiếp tục gặp được các cái vị vong linh hữu duyên đó, để Lê Trung tiếp tục giúp cho họ, để cho xong cái vấn đề các cái vong linh liên quan đến cái con ma da đó cả nhà. Mấy ngày hôm nay thì không biết sao thì Lê Trung cũng không biết là như thế nào nữa. Lê Trung cứ đi và rất là ít gặp luôn cả nhà. Mấy hôm nay Lê Trung phải đi ngày, đi đêm rồi mới đủ video để chia sẻ lên cho cả nhà mình xem. Đi đêm thì có lúc thì Lê Trung không gặp luôn. Đi tới tận 2-3 giờ sáng mà vẫn không gặp. Rồi phải đi thêm ban ngày. Đó. Rồi nói chung là cái thời gian Lê Trung nghỉ ngơi thì nó không có, cho nên là mấy ngày hôm nay Lê Trung cũng rất là đuối luôn cả nhà. Không biết sao thì cứ số sao đâu á. Làm thì nói chung hiện tại như cái nhà mình có xem trên kênh thì cái nhà mình thấy rồi, lượt view thì nó cũng đã không tốt rồi. View nó khá ít. Còn đi phải hơi vất vả hơn lúc trước. Lúc trước đi thì có ngày Lê Trung gặp được 3-4 vong luôn. Mà lúc này đi thì nhiều khi 2-3 ngày mới gặp được một vong. Trời ơi. Rồi nhiều khi đi cả đêm luôn mới gặp, còn có đêm cũng không ngay luôn. Không biết là chắc có lẽ là hơi sắp hết vong hay sao. Cái khu vực của Lê Trung nó cũng sắp hết vong rồi. Cái sắp tới chứ phải di chuyển nó xa hơn xíu, đi hơi cực hơn rồi cả nhà ơi. Đừng nói bữa nay không gặp nữa nghe trời. Lê Trung đi từ hồi sáng giờ luôn á, hiện tại bây giờ là nó khoảng gần tối rồi, nó 3 giờ mấy chiều rồi, 3 giờ mấy 4 giờ mấy chiều rồi cả nhà, vẫn chưa có thu hoạch, chưa gặp được vong luôn. Thôi để tấp vô cái đám tràm này xem, khu rừng tràm này xem là có gặp được vòi vị nào hay không. Sáng giờ đi muốn mòn đôi dép luôn mà chưa gặp. Hình như là Lê Trung thấy bên đó có vong rồi nha. Rồi, nguyên bộ đồ trắng tát luôn. Dạ, xin chào. Nó làm những đứa núp mình rồi. Để Lê Trung đặt cái máy là Lê Trung đi đẳng rồi nha. Xin chào vong nha. Làm gì mà đứng núp núp lo vậy? Tới đây mình làm gì?
Cái gì đấm gì trời? Cái gì nữa mà vô đây mày kiếm tao mày giết tao chứ gì? Tao á, tao bị mày giết á, rồi mày không tha cho tao á, vợ mày thì tao trả rồi đó, mà sao mày đi kiếm tao nữa, mày giết tao nữa hả? Ủa cái gì đâu có liên quan gì đâu, tôi mới tới đây mà tôi có biết gì vợ con gì của ông đâu mà sao nói kỳ vậy? Vậy chứ mày vô đây mày kiếm tao làm gì? Mày không giết tao chứ mày để làm gì? Trời ơi, ông là hồn ma, vong linh mà giết ông gì nữa? Rồi sao có sự hiểu lầm gì kỳ vậy? Hả? Mày giết mày bắt tao thì có, mày đi ra đi, mày không lượng hồi tao quánh mày đó. Bây giờ tôi nói với ông vậy nè, bây giờ tôi đến đây thì chỉ muốn để cúng kiến cho các vị dùng thôi, chứ tôi đâu có đến đây để bắt bớ hay phá gì các gì vậy đâu. Vậy chứ mục đích của mày là vô đây mày làm gì? Thì tôi vô ra, tôi nói rồi, tôi vô đây tôi muốn cúng kiến cho các vị dùng thôi, chứ tôi đâu có ý gì khác đâu. Tao không tin đâu, cúng kiến cho tao rồi mày dụ mày bắt tao hay gì? Trời ơi, bắt làm gì đâu trời, bắt không có lợi ích gì đâu mà bắt. Có thiệt không? Có thiệt là mày không bắt không? Thiệt. Vậy là mày chỉ cúng kiến cho tao thôi chứ mày không có bắt phải không? Tôi cúng kiến cho vong dùng xong rồi tôi muốn là đưa cho vong đi về chùa để vong tu. Có thiệt không đó nha, tao không có tin đó. Thiệt mà, tại chứ bây giờ tôi nói với vong, thí dụ tôi muốn bắt vong thì giờ tôi gặp vong tôi bắt luôn rồi chứ mắc gì đâu mà tôi đứng tôi nói chuyện vong chi nhiều lời vậy? Đúng đúng không? Ừ đúng rồi. Đó chứ. Cũng thiệt phải không? Thiệt trời ơi, để bây giờ tôi vô nói là vô đây tôi giúp cho vong được no lòng ấm dạ mà vong có phải là một trong những cái vị vong linh mà nó bị con ma da nó giam cầm suốt mấy chục năm không? Tao chứ ai, nó bắt tao, nó nhốt tao hai mấy năm luôn. Ờ. Vậy là nó ma da nó nhốt ông tới hai mấy năm luôn hả? Đúng rồi. Ồ, rồi lại đây lâu chưa? Tôi lại đây được mấy bữa à. Ổng tôi ở cái chỗ kia kìa, nay tôi thấy cái khu này rừng rậm nè, cho nên tấm vô đây tôi ở. Vậy là mới tới đây mấy bữa thôi ha. Ừ. Hèn chi mấy bữa trước tôi lại không thấy. rồi. Rồi ở trên cái khu kia rồi ở chung với mấy cái vong mà trốn ra chỗ trốn ra khỏi cái chỗ mà Maya nó giam cầm luôn hay là những cái vong khác? Không, ở chung với mấy con quỷ kia kìa, mà con quỷ kia nay nó tự nó nổi xung thiên lên, nó quánh lộn dữ quá, nó quánh tao, cho nên là tao mới giọt đi xuống đây nè. Là ở chung với cái nhóm quỷ khác chứ không phải là chung cái nhóm mà bị ma da nó giam cầm phải không? Ừ đúng rồi. Rồi ngày hôm nay thì cũng có cái duyên để mà tôi với vong gặp nhau rồi, thì tôi cũng thông báo cho vong một cái tin vui luôn, là cái con ma da mà nó đã giam cầm vong suốt mấy chục năm đó thì tôi cũng đã độ hóa cho nó rồi, cũng đã giúp cho nó được giác ngộ được với Phật pháp rồi, và cũng đã đưa cho nó đi về chùa để mà nó tu hành rồi. Thì ngày hôm nay tôi tiếp tục để tìm kiếm các vị vong á mà nó bị nó nhốt mấy chục năm đó để mà cúng kiến cho dùng, tại vì tôi biết là các vị cũng bị nó giam cầm khá là lâu rồi, nó cũng rất là đói lạnh, cho nên nó là tôi mới là tìm kiếm các vị hôm nay rất là lâu luôn mà chưa có tìm hết nữa đó. Ủa có thiệt không, đã bắt được nó rồi hả? Ôi mừng quá à, chứ để nó mà còn tồn tại lâu nó bắt biết nhiêu là người là vong nữa. Thì bắt nó tính ra là tôi bắt nó được nó nay là cũng lâu lắm rồi đó. Nhưng mà tại vì các vị khi mà các vị trốn ra được á, các vị đi tùm lum hết trơn à, các vị không có về một chỗ, cho nên là tôi rất là khó để tôi tìm các vị. Đúng rồi, mạnh ai nó thẳng đi à, chứ đâu có gom lại đâu mà để biết. Rồi vong về đây cái khu rừng này là về một mình hả? Giờ là có vong nào về nữa không? Ui về đây có một mình à. Thôi bây giờ anh về đi ha. Tôi biết thì chắc cái vong có lẽ vong cũng rất là đói rồi, thôi bây giờ để tôi tìm cái chỗ nào đó cho nó sạch sẽ. Rồi cho nó trống trải một xíu để tôi đặt cái lễ ra rồi tôi cúng tôi cho vong dùng trước đi rồi cho vong no đi rồi tí xíu mình vô mình nói chuyện thêm được không? Được. Rồi vậy bây giờ là vong lui ra vong nghỉ ngơi xíu đi, rồi chừng nào tôi cúng xong rồi tôi mời vong ra dùng nha. Rồi. Rồi. Cái vị vong linh này cả nhà không biết là gặp cái vấn đề gì. Khi mà Lê Trung mới gặp á thì lại nói về cái vấn đề gì mà giết tao rồi gì, tao trả vợ cho mày rồi gì đó. Không biết như thế nào đây. Trời ơi, đầu tóc chị bạc trắng luôn cả nhà. Bằng nguyên bộ đồ trắng mà đầu tóc bạc trắng luôn, ghê thiệt. Bây giờ để Lê Trung đi ra ngoài này xíu, có mấy cái chỗ trống trống này.
để nói chung đặt lễ, nói chung cúng cho cái dòng này đi, rồi rồi để cho họ dùng cho no đi, rồi mình sẽ tiếp tục giao tiếp, tiếp tục trò chuyện với họ coi có thật mới dịch được đạo đúng không cả nhà, cho no, cho ăn no trước đi rồi mình sẽ nói chuyện sau. Quá hên, ngày hôm nay không bị món nữa rồi. Ngày hôm nay cuối cùng thì tới cái khu rừng này cũng đã gặp được vong rồi. Từ sáng giờ luôn, khổ thiệt. Sáng giờ lội muốn rã cặp giò luôn. Ngày thì tiếp tục cúng cam, hai chiếc cam sành với lại là mấy cái bánh này nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan nghỉ đó cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ui, đồ ăn ngon dữ vậy ta. Mình đang đói nữa. Thôi mình ăn thôi.
nhìn cơm bắt quá, chắc ngon dữ lắm à. Ôi ôi coi nè, ngon nè.
Xin chào cậu. Cậu rồi sao nãy giờ dùng cơm nước bánh trái rồi thấy ngon không? Ngon chứ, tôi ăn no luôn á. Ai hổng gài, tôi nhìn đói quá trời luôn rồi. Nhìn đói lâu lắm rồi hả? Ừ, nay có được đồ ăn nhiều như vậy á, tôi ăn hết luôn. Rồi tính ra thì từ lúc mà Dông thoát ra được khỏi cái chỗ mà con Ma Gia nó giam cầm thì tới nay Dông ăn được mấy lần? Được có 4 lần à. 4 lần. Rồi Dông tên gì? Tôi tên David Linh. Ủa là David Linh là ông là Việt Kiều hả? Đúng rồi. Rồi mất lúc bao nhiêu tuổi? Tôi mất lúc 40 tuổi. Rồi nếu nói Việt Kiều vậy thì là của nước nào? Việt Kiều của nước nào? Của nước Ý á. Nước Ý hả? Rồi là Việt Kiều Ý rồi về quê thăm quê rồi gặp nạn hay sao? Tôi kiểu như hồi tuổi tôi hồi nhỏ là lúc mà sau 7 tuổi á, là tôi theo cha mẹ tôi là qua bên Ý đó định cư á. Tôi ở cho tới lúc tôi lớn luôn. Tức là định cư bên nước ngoài từ nhỏ. Đúng rồi. Thì sao nữa? Tới lúc mà tôi 38 tuổi là tôi mới không có ở bên đó nữa, tôi mới về Việt Nam nè. Tôi mua đất đai đồ, tôi cất nhà tôi ở. Rồi lúc đó là ở bên Ý đó là Dông đã có gia đình vợ con gì chưa? Có rồi, có vợ được 2 đứa con rồi. Rồi cái thời gian đó tôi với vợ tôi lục đục nhiều thứ lắm. Rồi kiểu như là không có tìm được tiếng nói chung á. Rồi cái là thống nhất với nhau là tôi với cổ là ly dị. Con thì cổ không có cho tôi dạ tôi nuôi, cổ dành quyền nuôi con á. Rồi thì tôi cũng để 2 đứa con lại cho cổ nuôi. Rồi tôi mới về Việt Nam nè, tôi mới mua đất đồ đó, tôi cất nhà tôi ở. Thì lúc mà Dông về Việt Nam đó là Dông mua đất cất nhà ở đâu? Hồi đó tôi ở Tây Ninh á, ở gần sông Vàm Cỏ. Rồi nếu mà nói vậy thì Dông về mua đất cất nhà đồ này kia thì cũng ở cũng rất là ok rồi, nhưng mà tại sao lại tạo vong lại bị con Ma Gia nó bắt được hay vậy? Tôi kể ra chuyện cũng dài dòng lắm. Tôi thì tôi về mà cái lúc mà tôi 38 tuổi á, tôi về tôi ở có một mình à. Cũng buồn dữ lắm. Rồi đấy là tính là bước đi bước nữa. Để cho có con vợ về nhà là hai chồng đồ nói chuyện đồ, con cho nó cũng đỡ buồn đồ. Chứ con mình ở nó buồn hiu buồn hắt luôn á. Rồi tôi mới làm quen mấy cái nhà ở gần xóm nè. Rồi tôi mới nói là tôi cũng kể về cái đời tư của tôi cho mấy người đó nó nghe vậy đó. Rồi tôi mới có ý là tôi tính kiếm một con vợ. Rồi có cái cô đó đó, cô cũng thiệt tình, nó nói nếu mà cậu muốn kiếm vợ thì ở xóm của tôi nè, cũng có 3-4 đứa gì á, kiểu như là nó lỡ thời á. Rồi để tôi làm mai cho cậu. Rồi cái cô đó cổ mới tới nhà của mấy mà cái người mà nữ mà tính giới thiệu cho tôi đó, rồi cũng nói là có cái cậu đó thì ở bên nước ngoài về đây lập nghiệp rồi tính cưới vợ đồ này kia vậy đó.
Rồi cái mấy cổ cũng chịu. Đâu mấy ngày sau á. Ừ. Mấy ngày sau á, cái cô đó mới dắt là ba người nữ mà cũng trạc trạc với tuổi với tôi vậy đó. Ồ. Mà tôi thấy là ba cô á, lại hai cô á thì sẵn sàng ăn diện đồ dữ lắm. Ừ. Với lại thấy cái kiểu cách nói chuyện là người giống như là người quyền quý cao sang vậy đó. Ờ. Còn có một cô á thì cổ nói chuyện hiền thô à. Ừ. Tôi thấy hiền vậy đó, rồi tôi mới tôi làm quen với cô hiền đó đó. Ừ. Rồi cái tôi mới tìm hiểu với cổ đâu được vài tháng vậy đó. Ừ. Rồi tôi với cổ mới là làm cái đám cái tiệc nho nhỏ đi vậy đó. Ừ. Rồi còn tôi với cổ mới thành vợ thành chồng về ở. Ở đâu được. Ở đâu được đâu cỡ năm mấy gì đó. Ừ. Rồi đó. Sao mà cổ nói với tôi là cổ có bầu. Ừ. Có em bé đó. Ừ. Rồi cái tôi nghe có em bé thì tôi cũng mừng dữ lắm. Ừ. Rồi không biết đâu làm sao mà tự nhiên cái đó tai họa cái bữa đó tự nhiên ập tới nhà của tôi. Tai họa gì? Thì không biết cổ nói là cổ không có chồng á. Ừ. Mà sao tới về đã đợi cái bữa đó đó rồi cái chồng cổ tới. Trời. Gì kìa. Rồi rốt cuộc là chuyện nó như thế nào? Là kiểu như là cổ á, cổ giấu tôi cổ có chồng rồi á, nhưng mà ừ. chưa có mà ly dị, chỉ ly thân thôi. Ờ. Mà chưa có con cái gì hết trơn á. Ờ, tức là vợ của ông kiểu như không có sống chung với đó nữa mà chưa có ra chính quyền để làm giấy tờ để mà ly dị. Đúng rồi. Rồi cổ mới về ở với ông. Đúng rồi, có chồng ở xứ khác á. Ờ. Cái làm sao mà chồng hay á, chồng của con vợ tôi á mới hay. Ừ. Rồi nó mới tìm tới nhà. Tìm tới nhà rồi đó. Nó làm cũng dữ lắm, nói là bắt thôi. Ừ. Bắt tôi thôi vợ tôi đi để cho nó dẫn vợ tôi về nó chăm sóc nuôi. Ừ. Nhưng mà con vợ tôi nó đâu có chịu. Tại vì thôi rồi mà cho nên là nó không có chịu về ở với cái anh đó nữa. Ừ. Rồi cái anh đó mấy là điên tiết lên mấy là nói với tôi là mày lấy vợ tao giờ mày biết là tao chưa có ly dị không mà mày dám gan mày dám lấy vợ tao. Ừ. Vợ tao tao đi là biêu ríu đầu làng cuối xóm là cho mày biết cái bộ mặt thật của mày. Ừ. Vợ người ta chưa ly dị mà mày dám cưới. Ừ. Rồi lúc đó thì tôi cũng sợ dữ lắm. Rồi cái anh nó nói vợ á mày muốn im xui á mày phải cho đưa tao một số tiền lớn. Ừ. Rồi tao mới để cho hai đứa bay sống hạnh phúc, còn không á là mày biết tay tao. Ừ. À, tôi lúc đó thì tôi cũng rung mình mấy hết trơn à. Nói tại sao mà con vợ tôi nó không chịu nói sự thật cho tôi biết. Ừ. Để tới giờ mới dở lỡ ra. Rồi á, anh nó cũng tới đâu hai lần nữa. Ừ. Mà cũng kêu tôi đưa số tiền đi là để cho tôi với vợ tôi mới được sống yên ổn đó. Ồ. Kiểu như là anh muốn tống tiền anh gì đúng không? Dông đúng không? Rồi cái tôi sợ quá, tôi sợ à, ủa như ổng có giết mình cái là có chuyện luôn á. Ừ. Rồi tôi mới là tôi báo với chính quyền. Ờ. À, chính quyền cái lúc mà ổng lợi nhà tôi nè, rồi chính quyền tới đó rồi. Ừ. Mới bắt ổng. Ờ. Bắt ổng phạt hành chính ổng, tại vì tôi chưa có đưa tiền á, nếu mà tôi đưa tiền. Ừ. Á, cho ổng số tiền á là quy ra là tống tiền rồi, còn này tôi chưa có đưa tiền cho ổng, chỉ tới ổng. Ừ. Nói chuyện thôi là quyền bắt ổng về đâu phạt ổng ít tiền đó. Ừ. Rồi cái ổng tức cái lần sau ổng tới nữa, ổng hâm he đồ, ổng cầm cây đồ ổng hù dọa tôi vậy đó. Ừ. Tôi cũng sợ dữ lắm á chứ. Rồi cái đâu mấy ngày sau tôi thì kiểu như là
ở bên nước ngoài á, rồi tôi thấy về tôi thấy cái cảnh mà đồng quê nè, cho nên tôi cũng phái lắm, tôi cũng phái đi câu nữa. Rồi cái tôi với con vợ tôi mới là đi xuống cái mé câu, lúc đó cũng chiều rồi. Lúc đó chắc cũng 5 giờ mấy chiều rồi đó. Rồi câu cũng nhiều cá lắm, đủ thứ cá hết trơn á. Rồi cái con vợ tôi nó khát nước thằng gì đó, nó mới chạy đi vô nhà nó lấy nước. Mà cái chỗ câu đó chắc cũng cỡ 400-500 mét gì á, cách nhà á. Nó đi về nó lấy nước, tôi ngồi đó tôi câu. Cá nhiều lắm, cá gỡ ham luôn á. Nó vô con bự bự không à. Rồi nó đi sao mà tôi thấy nó lâu dữ lắm. Rồi tôi ngồi tôi câu hồi á, biết rồi tôi đau lưng luôn á. Rồi cái tôi tính là đi nghỉ câu, đừng đi về. Mà tôi vừa đứng lên vậy nè, tôi tính gom đồ á. Làm sao mà tự nhiên á, cái người mà nãy tôi kể là tôi báo chính quyền đó, là cái anh chồng của vợ tôi đó, nhào tới hả, lấy dao đâm tôi mấy chục nhát luôn. Trời ơi, mấy chục đâm tôi 40 nhát lận. Trời ơi, gì thế ghê vậy. Rồi máu trong người của tôi phúng bắn ra để nó ướt cái thềm đất trong cái mé luôn á. Rồi á, xong rồi á là cái người đó hả giục tôi sụp xác luôn xuống sông luôn. Giục tôi xuống cái mé đó đó, nhảy tôi luôn xuống mé đó. Rồi lúc đó đâm giết tôi xong rồi ổng trốn mất tiêu luôn. Rồi cái con vợ của tôi á cũng nhá nhàng, tối cũng 6 giờ mấy rồi. Nó đi ra nó thấy gì đâu mà máu me ngay chỗ cái bãi câu này quá trời luôn. Rồi á nó thấy tôi á chìm xuống dưới á, còn lú cái đầu lên tại vì nó cạn á, cái bãi nó cạn á. Rồi á vợ tôi nó mới la lên, rồi mấy người ở gần đó người ta thấy á, rồi người ta mới lôi tôi lên. Cứu cây còn sống luôn, nhưng mà tôi đã chết mất tiêu rồi. Trời ơi, đâm 40 mấy nhát là nó bấy rồi, sống gì nổi nữa là sống. Rồi sao mà bị vậy, là ông chết xuống rồi là mới bị ma da nó bắt cái hồn hả? Đúng rồi, tôi á thì chết ở dưới nước mà, cho nên là cái hồn của tôi nó cứ giấc dưỡng ở cặp ngay mé nước không hà. Tôi đâu có lên bờ được đâu. Rồi cái bữa đó hả, mưa quá trời mưa lớn luôn, sấm chớp đùng đùng luôn á. Rồi nước lên nữa. Rồi tôi thì tôi ở dưới mé sông không mà. Rồi cái con ma da nó thấy tôi á, ôi nó nhào lại nó hốt tôi, nó bắt tôi, nó đem về dưới hả, nó nhốt ở dưới á. Hết 23 năm luôn đó. Vậy là tính ra là giờ con ma da đó nó không phải là nó chính tay nó giết anh. Đúng vậy. Mà anh là đã bị cái anh chồng cũ của vợ anh đó là giết anh rồi, rồi con ma da nó mới bắt được cái hồn thôi, đúng không? Đúng rồi. Tại tôi báo chính quyền á, cho nên nó phạt anh đó số tiền đó, cho nên ổng ấm ức rồi ổng thù tôi á, rồi ổng nở ra tay sát hại tôi luôn. Rồi từ hồi cái lúc mà mình trốn thoát được khỏi cái tay của cái chỗ giam cầm của ma da đó, mình có dự tính gì cho cái tương lai sắp tới của mình không? Tôi có dự tính gì đâu, tôi đâu có biết là sao đâu. Tôi cứ nghĩ là chỉ đi giấc dưỡng hoài gì đó, chỗ nào mà im ắng ở được thì tôi mới ở, còn ở không được thì tôi đi. Chứ tôi đâu có biết định hướng cho cái tương lai sao đâu. Thì nói chung bây giờ á thì như Dông thấy rồi, từ lúc mà Dông thoát khỏi cái chỗ mà bị con ma da giam cầm đó thì tới nay Dông cũng thấy rất là khổ sở, đói khát lạnh lẽo rất là nhiều đó. Thì bây giờ đó là mình đâu có thể mà mình ở trên cái cõi này hoài như vậy được, để là chịu cái cảnh mà đói khát lạnh lẽo như vậy hoài được đâu, đúng không? Đó. Rồi thì bây giờ đó là ngày hôm nay đến đây thì cũng như lúc đầu tôi đã nói với Dông rồi đó, tôi đến cái khu rừng này chỉ là muốn để tìm kiếm các cái vị vong linh mà đã bị con ma da nó giam cầm suốt mấy chục năm đó.
để giúp đỡ cho các vị được là một bữa ăn, để giúp cho các vị no lòng ấm dạ. Rồi sau đó tôi cũng muốn giúp cho các vị đi về chùa, về núi các vị tu đó. Mà Vân biết á, là khi mà được đi về chùa tu rồi đó thì rất là tốt nha. Thứ nhất á, là sẽ có được đồ ăn, đồ thức uống hàng ngày. Thứ hai nữa là sẽ có các sư thầy á, là thuyết pháp giảng kinh cho Vân nghe để Vân tu tập, tu tâm dưỡng tánh của mình đó. Rồi á, là Vân sẽ được là các sư các thầy là khai thị, khai nhãn, khai mở trí tuệ cho mình đó, để mà mình đó là giác ngộ sớm với Phật pháp, để mà mình tu tâm dưỡng tánh đó. Rồi sau đó khi tích đủ phước đức rồi đó, tu hiền tu lành xong rồi đó, thì là bề trên sẽ sắp xếp cho Vân được chuyển kiếp thành người trở lại đó. Có thiệt không? Thiệt chứ, nói chung là tất, nói chung là trong cái nhóm của nhóm mà Phong Linh mà nó bị ma giáo giam cầm đó, thì hiện tại thì tôi cũng đã giúp được ba mươi mấy vòng rồi đó. Còn tầm khoảng cả 10 vong nữa là xong rồi, là giúp hết rồi đó. Họ cũng đã đi về chùa để tu hết rồi. Ừ, hay quá à. Họ hả? Họ được đi về chùa, về núi tu nữa, quá sướng rồi, chẳng buồn cho tôi. Tôi cứ đi giấc dưỡng hoài vậy nè. Thì bây giờ hôm nay tôi được gặp cậu vậy đó, cũng là có phước lắm rồi mới được gặp cậu chứ. Cho tôi ăn uống đầy đủ vậy nè, nhưng mà về chảnh có ăn uống đầy đủ không, với lại có người người ta chỉ dạy mình không chứ hả? Về chảnh tôi nhiều khi tôi không có biết tu hành gì, là không có ai dạy tôi, là không có biết đường luôn đó. Đã tôi nói rồi, lúc nãy tôi nói rồi đó, thì chắc chắn luôn là về đó sẽ có đồ ăn rất là nhiều hàng ngày luôn đó. Rồi sẽ có người đâu rồi cô, sẽ có người là dạy dỗ cho mình học hành đàng hoàng chứ, đâu có phải bỏ không bỏ khơi đâu. Vậy thì đó, tốt quá rồi. Ừ. Rồi giờ có muốn đi không? Muốn chứ. Tôi không có ở giấc dưỡng, tôi không muốn ở giấc dưỡng như vậy nữa đâu. Ừ. Khổ dữ lắm, đói ha, nhiều khi ha, đói dữ lắm nhưng mà đâu có biết kiếm đồ ăn ra đâu, cho nên là phải nhịn luôn. Ừ. Vậy rồi giờ là chắc chắn là muốn đi gì đó để tu hành khổ hạnh, giải bỏ nghiệp quán của mình, để mà tu tâm tích đức để được chuyển kiếp. Đúng không? Đúng rồi. Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ giúp cho ông luôn đó. Nếu mà muốn để giúp được cho ông á, thì ông hãy chắp tay lên và ông niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm cho tới lúc nào mà khi thấy cái luồng sáng mở ra đó, thì ông hãy đi theo cái luồng sáng đó để đi về chùa để mà ông tu hành nha. Rồi tôi sẽ làm theo. Rồi hãy chắp tay lên đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày hôm nay khi mà Lê Trung quay trở lại cái khu rừng tràm này để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh mà đã bị con ma giam cầm suốt mấy chục năm đó cả nhà, để giúp đỡ cho họ đi về chùa, về núi để giúp cho họ được tu hành khổ hạnh đó, thì Lê Trung lại tiếp tục gặp được một cái vị vong linh. Nhưng mà cái vị vong linh này thì hơi đặc biệt cả nhà. Cái vị vong linh này thì là một cái anh Việt Kiều của nước Ý. Thì sau khi mà anh ly dị với vợ ở bên nước Ý đó, thì anh mới là đi về Việt Nam. Thì về Việt Nam để sinh sống đó cả nhà. Thì khi về Việt Nam thì anh cũng đã tiếp tục là kết hôn với thêm một người phụ nữ. Nhưng mà cái người phụ nữ này thì tuy là không sống chung với chồng nữa, nhưng mà trên giấy tờ thì vẫn còn là liên quan với nhau, chưa ly dị trên giấy tờ. Cho nên là đã khiến cho anh chồng của cái cô này là tìm đủ mọi cách để đến để tống tiền cái anh Việt Kiều này. Đó thì như cái nhà mình biết thì đó, khi mà tống tiền như vậy thì người ta rất là sợ hãi, cho nên là người ta đã trình báo với cơ quan chức năng. Đó, rồi trình báo lên thì cơ quan chức năng cũng đã xử lý và cũng đã phạt tiền anh này. Đó thì cũng vì cái lý do là bị phạt tiền như vậy là cái anh chồng cũ của cô vợ của anh này á, thì mới bắt đầu là tức tối đó, rồi đã lén lút và đã dùng hung khí để mà tấn công này. Như cái nhà mình biết, một cái con người mà đâm tới tận 40-40 mấy nhát dao thì nó bấy nhầy luôn rồi còn gì mà chịu nổi mà sống được. Cho nên là đã trực tiếp là giết chết cái anh này luôn đó. Còn về cái hồn cái con ma da mà con giam cầm được, cái hồn ma của anh á, cái vong linh của anh á, thì là do là như cái nhà mình biết á, là chết nước, chết sông, chết ngoài đường, ngoài xá, chết trong bệnh viện rồi kia đó, thì thường đó là sẽ những cái vong hồn á
phải được cầu, phải được cúng cầu về đó thì các cái vong hồn mới về được. Còn nếu mà mình không biết mình cúng á thì sẽ không về được đó. Cho nên là cái hơi vong hồn của anh thì lúc đó chắc vợ của anh cũng không biết để cách để cúng kiến đi để mà đi về nhà, cho nên nó là vong hồn của anh cứ mãi vất vưởng ở dưới nước. Rồi cuối cùng thì vào một ngày mưa gió thì cũng đã bị con ma da nó bắt đó, để mà giam cầm, để mà nó bắt đủ số lượng vong để mà nó thay thế cái mạng của nó để cho nó lên bờ đó cả nhà. Đó. Rồi thì đến đây thì Lê Trung sẽ khép cái video lại luôn nha cả nhà. Thì cũng hy vọng rằng sau khi mà Lê Trung giúp cho cái vong linh của cái anh Việt Kiều này về chùa để mà tu á thì cũng tu, ráng tu cho thiệt tốt để mà sớm được giải bỏ nghiệp quán rồi sớm được chuyển kiếp luân hồi cả nhà. Dạ, Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.